Hi, welcome back to my channel. Stats, here we go.
Hey, so there he is, huh? Hey. So listen, Tony. I got you a nice little place to stay. Let's go. This is it, Tony. Home sweet home. Beautiful, ain't she? This shithole is supposed to be my home? Oh, I think it's very you. Now you're disrespecting old Vincenzo. Now, tough guy, get your ass upstairs and go put on some decent clothes. I don't got all day, so move. Take me to my place. Okay, let's go. Ở đây thì các bạn sẽ đi đến điểm màu vàng. Lướt đường bên nào. Hey, apartments cost money, Tony. Just you remember who pays the bills around here. Me, Daddy Vincenzo over here. So from now on, you work for me. So I better see you back here real soon. Don't push me. Bắt cái Oh my god, cửa tiệm bà là cái này à? NZ này, và cửa tiệm bà. Cũng là cái này rồi, oh my god. Vậy thì mình sẽ vào Vice City. Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down. Nope. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Thank you.
Jeez, my tits, you asshole! Get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drink. Rồi và tiếp tục, các bạn sẽ phải đi thay một bộ quần áo. Sau đó thì sẽ đón một cô gái. Mình sẽ dùng chiếc xe máy này để đến mua bộ quần áo à. Và các bạn có thể đi ô tô tùy các bạn nào. Let's go. Handsome. Ok, và tựa game tiếp theo, let's go. Partner, I'm working, man. What you need? What you need, dog? Dog, I got... Man, I know this cat. He a punk, used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey. Grab hold of that bat over there. Get your stupid ass out the road. Hey, come on, man. I thought we was banging. Man, we on a serious mission now. Man, don't sweat it, homie. Everybody in the hood know ballers are pussies. Ooh, wee!
Man, you can smell a crack den a mile away. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street OGs come to do damage. Grove Street going down. Let's go. Ninja these motherfuckers. Think you busters can... What you want to do then, fool? To think he tough. The Kung Fu Master! Get out my face! Ooh. What's happening, nigga? Look. Ooh. Move it, motherfucker! Now ballers know Grove Street family's on their way back up. For sure, homie. And what's more, you ain't run out on me. Oh man, they gonna be mad at us. And I'll warn the gang later. But now, this is bass in the silence of victory, motherfucker. Let's go. Let's be guard. Pop me, get the hell on, man. Take two cello. Let's go. Oh, my whip! Now that the bass ain't getting pushed up in their faces, maybe these fools should be up for some real banging. Yeah, Grove gonna get back on his feet now, for sure, though. Later, homie. Okay, if I'm in six on the good child, we'll be resting. Let go.
Sit down, resting, okay, let go. We'll be right back.
my gosh. Wow, okay. Wow, they got the shot. Thank you.
Get ready. You're entering Reaper territory. Take down anyone who gets between you and that bounty. Oh my gosh. Great kill. That'll be a closed cast. Oh my god. Quả đâm đúng vào chiếc xe luôn. Bây giờ các bạn sẽ lại phải tăng tốc để tiến gần nó. Độ nhanh quá đôi lúc khó điều khiển luôn. Oh my god. Wow, đâm luôn rồi. Ok. Và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rồi, cái combo này nó bắt buộc các bạn sẽ phải combo đủ không chạm vào cái gì. Thì là 12 thì các bạn mới thành công được. Quá là khoai rồi. Cái này để mà làm được thì các bạn cũng phải làm đi làm lại vài lần. May ra các bạn mới thành công được. Còn chỉ cần chạm thôi thì các bạn đã gọi là thua luôn rồi. Đó, ok. Rất là khó luôn. Và mình sẽ sang tới game tiếp theo.
Let's go. Mày đâu ấn phanh nhưng mà vẫn không được à? Kiểu không được. À, thật. Ok. Và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Wow. Đang bị giật nha. Wow. Ok. Mình sẽ đợi một lúc để cho nó hết giật. Hết rồi. Thank you.
Phanh rồi mà vẫn phóng gì luôn. Chiếc xe đi chậm thật. Quá là chậm kìa. Ok, và tới gần tiếp theo. Chaos bị đầm luôn. Và tới gần tiếp theo, let go.
Turn left. Let's go. Luôn lên trên cái thành đó thì khi các bạn nhảy lên là các bạn sẽ bị đai ngay. Tức là các bạn sẽ phải tránh nhảy lên những cái là sát những con đường, những chiếc cầu. Ok, và tôi kênh tôi chào. Đi lại lùi lại đúng rồi.
那个塔喽，我再说。你可能就是。